Tức là sẽ tô này một người đúng không này. Sử dụng đó là dùng ok. Đây mình sẽ tô cái này nha mọi người. Mình sẽ dùng màu tím này nha. Mình sẽ tô nào sống rồi nha. Chú nào một cái này không? Tôi sẽ tô hai bánh dưới này mọi người. Đi vào ra. Đi vào. Đi ngồi đó. Vậy nha mọi người, như là mình đã hoàn thành xong một bức tranh tô mà mình cắt như thế này nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết video của mình nha, hẹn mọi người vào những video tiếp theo.